Anh Vũ Cối ơi, sao lại ra Anh. xe này ngồi quạt phe phẩy thế này? Ôi, trong kia đang mất điện anh ạ. Đợt này thời tiết nắng nóng mùa hè ấy mà mất điện khó chịu quá. May đem con xe ra đây ngồi cho mát. Nhưng mà đỗ đây xem có bác khách nào thì hợp duyên thì bán luôn. Bây giờ lại bán xe lại mang đường như là bán rau thế này nữa này, chán quá, buôn bán kiểu gì? Ôi, xe cộ bây giờ phải như bán rau anh ạ. Như bán rau đầy à? Đường hơi nắng như cục sắt luôn. Thế con xe này là xe gì mà trông lại đen xì thế này? Con này nó do bị làm phơi nắng nhiều. À, phơi nắng nhiều. Nó thành đen. Ngày xưa nó không đen này đâu. Thế là cứ xe cứ phơi nhiều là nó đen à? Cũng tùy con ý. Anh giới thiệu con xe này là xe gì đi cho em tham khảo nào. Con giới thiệu với anh con này là Hyundai Elantra. Elantra. Elantra nhá, con này sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu 2014. Con này thì dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, dòng sedan, phân khúc hạng C, rất rộng rãi luôn anh. Con này là nó sánh ngang với Cerato đây nhỉ? Vâng. Cerato rồi Avante. Phân khúc đấy. Camry. C. Không. Camry thì hạng D. Camry hạng D à? Vâng. Đây anh xem. Nội ngoại thất là màu đen. Màu đen. Nội thất cũng màu đen luôn. Đèn từ trong ra ngoài. Đèn hết luôn. Đúng rồi. Tay nắm cửa thì cũng đã được ốp mạ chrome. Thế con này là số tự động hay số sàn hay anh? Con này số tự động anh. Tự động à? Động cơ 8. Được đấy, xe được đấy, đẹp đấy. Anh xem nội thất này, đẹp chưa? Đẹp. À. Quá đẹp luôn. Này, ghế da này. Ghế da lỗ thông hơi nguyên bản cho xe nhé. Đấy, zin hiện đời đây. Màn hình giải trí cũng đa lên rồi. Rồi, ok. Con này có cả cửa sổ lốc anh nhé. Cửa sổ trời à? Đúng rồi. Cửa sổ trời rất hợp lý đấy, đi buổi chiều trên bãi biển thì mình thò đầu lên lấy gió buổi chiều. Rất là đẹp luôn và lãng mạn luôn. Anh nhìn này, lốp đá thì còn tương đối ok nhé. Là dòng đúc phanh đĩa phanh ABS được trang bị trên cả 4 bánh luôn. Nghe hoành tráng đấy. Cỡ C cũng khác hẳn. Vâng. C này. Anh nhìn cái cốp để đồ này, to chưa? Rộng rãi chưa? Thoải mái. Để rất nhiều đồ luôn. Thế dưới cốp thì là cái gì anh? Là cái này sao? Dưới cốp thì là lòng cốp và lốp dự phòng. À, đấy. Đấy. Trang bị đầy đủ gớm nhỉ. Đầy đủ này. Bẩm bẹ sáng bóng gì? Luôn. Phun coi chiếc xe này gọi là phun đồ rồi. Phun đồ. Có lỗi làm gì không anh? Không, bên em cũng làm xin lỗi đâu. À, thế à? Đây, cam lùi cũng đã trang bị đầy đủ rồi nhé. Rồi. Biến 38, đuôi 34. 38, 34. Elantra. Ok. Bản GLS. Thế cái chấm chấm đằng sau xe là cái chấm gì đó tròn tròn đây này? Đấy, 4 chấm đấy, chấm đấy. Cái này là mắt cảm biến. Cảm biến chống va chạm ấy. À, cảm biến va chạm này. Khi lúc nào anh gần lùi gần vào ấy, chướng ngại vật ấy, thì nó kêu tít 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 tít. À, thế. Chứ đừng lùi vào để nó kêu dầm vào phát. Cảnh báo. Đúng rồi, cảnh báo ấy. Rồi, xe đẹp đấy. Xe đẹp này. Anh xem nội thất phía trong. Nội thất quá đẹp luôn. Khi anh dạng sát mà anh có thể ngồi lên. Trần nỉ này, cửa sổ chơi này. Thảm sàn này, quá oách. Thảm sàn 6D luôn. Ghế da đẹp căng, zin liền đời. Đây, ghế lái còn chỉnh điện đấy nhé. Chỉnh điện. Này. Ok. Chỉnh hòa chưa? Vô lăng này 4 chấu tích hợp rất nhiều phím bấm luôn. Đấy. Các phím điều chỉnh lên sông kính này. Đấy, gương kính chỉnh điện, cục xoay điện nhé. Rồi. Đấy. Anh cho đấy, tham quan khoang máy động cơ nào. Kính động cơ, khoang động cơ. Khoang động cơ. Đấy. Khoang máy thì chiếc xe này nó đẹp rồi nên bên em không phải cho đi spa gì biết gì cả. Đấy, nguyên bản luôn. Nguyên bản đẹp mộc mạc. Đấy. Nói chung là con xe này thì không có gì để mà phải chê. Đẹp mà, form dáng đẹp, rộng rãi, trẻ trung. Anh có muốn lên ngồi lái thử không? Thôi anh, em không có bằng đâu, em chỉ xem thôi. Bây giờ lái thử là cả một vấn đề đấy. Xe của anh này là đẹp rồi. Xe đẹp. Thế anh mà có nhu cầu hay là người nhà anh có nhu cầu anh này giới thiệu cho em? Vâng, em sẽ giới thiệu cho anh. Thì anh cứ để đây bán dạo được khả năng ngồi từ đến chiều là có người mua ấy thôi. Ngồi ở giữa ngã ba thế này chắc chắn là sẽ bán được xe. Toàn đô thị nhà cao tầng thế này. Các bác thấy bây giờ các anh đi buôn bán xe đấy, điện thì mất. Quạt thì không có, độc lấy lá cây quạt thế này xe thì mang giữa đường. Xe cộ bây giờ toàn phải cắn lỗ nên có dám ngồi trong bật điều hòa đâu.
Đây, toàn phải lấy lá, tàu lá, quạt thì quạt không khói cổ chứ. Ok anh nhá. Vâng, thế chào anh nhá. Vâng.